không còn mẹ. Con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu lòng mẹ bao la. Vầng trăng khuất đi, con mới hiểu thế nào là đêm tối. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu ngọt ngào lời ru. Đời bao lắng lo, con thấy cần những bàn tay nâng đỡ. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thênh thang như mây trời. Quyến ruột hồn con như vòng tay tìm con thơ bé. Mẹ về quê hương chốn xa vời, tình mẹ thương con không đổi rời. Thầm nhắc nhở con hãy sống thanh cao, hỡi con yêu của mẹ. Ngày không còn mẹ, con mới hiểu mẹ là dòng sông chờ bao ước mong, mong tới ngày đưa thuyền con xuôi bến. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả dòng sông, mất cả chờ mong. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả vầng trăng, mất cả đại dương. Con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi, con mất mẹ rồi. Mất cả lời ru, mất cả tuổi thơ.
Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Chúa xô thôi xuống lòng vực thẳm giữa muôn cuồng sóng đại dương. Dòng nước cuốn trôi, bao chiều phong ba cùng xô lấp tâm thân tôi. Ôi thân tôi, trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Mắt tôi tràn chứa dòng lệ thắm, ngước trông về Chúa tự nhiên. Trong vực sâu tối tăm, tâm hồn tôi trông cậy nơi Chúa vẫn trung kiên. Trong gian truân con đã kêu cầu và Chúa đã đáp lời con. Chúa ơi, từ vực sâu con nài van Chúa và Chúa đã nghe tiếng con. Chúa đã nghe tiếng con. Giữa phong ba khốn cùng ngàn nỗi vẫn luôn thành tín ngợi khen. Cách xa ơn người thương tràn hòa sông núi cứu nguy tôi. Kính thưa gia đình Thành Tiến, kính thưa thầy toàn, bà Maria đã nhìn mắt con và đã được chúng con về sáng nay từ đây. Đoàn chúng ta cùng cầu nguyện và tự hành y đức bằng các ăn cột, bằng các xác và ăn bàn và ra qua người thân yêu của chúng ta. Rồi xin Chúa và anh thần người thân thân thiết hồn con xuống cho con lòng ơn chan chứa trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ban đôi nghe lời con thiết tha tình thương bên ta. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà các thầy có nhiều chỗ ở, nếu không thầy đã nói với anh em rồi. Vì thầy đi dọn chỗ cho anh em, nếu thầy đi dọn chỗ cho anh em thì thầy đã đến và đem anh em về với thầy. Để thầy ở đâu, anh em ở đó. Và thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Thomas nói với Đức Giêsu: Thưa thầy,
khi con không biết thầy đi đâu, làm sao khi con biết được đường? Đức Giêsu đáp: chính thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Kính thưa gia đình thân tín, có cuộc chiến nào không đau thương, kẻ đi vừa ở bằng tình tin của các cô thơ, đó là tự tình của người con người trước cảnh biệt tình. Nhưng ra đi kẻ ở đừng cũng xin làm một sự gì đó thật vui như một kỷ niệm như biến về người thân của mình. Với điểm cảm xúc từ thân tâm thì bao la không cùng, nhưng thật đầy ý nghĩa khi nó được biểu lộ ra bên ngoài bằng một cử chỉ thắm đường tình thân. Việc làm phép và phát tan này nắm đến giữa đó, chúng ta là những người thân tăng tại tăng tuyến của đàn Maria. Chúng ta cùng mang tăng là để tỏ lòng thương nhớ đến đàn Maria. Chúng thầy vừa kết nối với Chúa cả đời và hàng khác muốn nói, người chết thì có thể chết thật khi người sống không còn nhớ đến họ. Trong các bậc thay thế của mình, những người chúng ta thì tăng và mang ra và chúng ta một lần nữa đến thắt chặt tình thân của mình đối với bà Maria. Khi cho phần thân tan này như một dấu chỉ của lòng thương nhớ gửi tới bà Maria. Bên cạnh đó, khi chỉ tăng và Maria là chúng ta cũng nhớ đến thân phận mình ngăn ngừa mang tay, vì đời người mong manh hoặc để thừa hơn, ai người có thể thoát được cảnh sinh ly. Và con hơn thế nữa, trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, bằng thân tan này còn nhắc nhở cho chúng ta rằng màu trắng thân tan là màu của đời hy vọng phục sinh, là màu của chiếc áo trắng mà ta đã mang với mình khi lãnh nhận phép thân tẩy. Vì thế giờ đây chúng ta cùng cầu xin Chúa thánh hóa những trang phục này để khi chúng ta từ tăng và Maria, chúng ta càng thêm lòng tin cậy vào Thiên Chúa và sống gắn bó hơn với người có cố. Còn đối với người còn sống, chúng ta càng yêu thương vì họ lẫn nhau hơn. Chúng ta cùng cầu nguyện. Này Chúa mà đấng tạo thành, nguyện xin thánh hóa những trang phục này để chúng trở nên dấu chỉ của tình hiệp thông liên đới giữa các thành viên trong đạo tăng cứu chúng con với nhau và với người có cố. Ngõ hầu khi chúng con mặc vào càng thêm tin tưởng vào Chúa và cho tâm hồn chúng con càng được an ủi hơn. Con cầu xin mời Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin Chúa đón nhận linh hồn con cái Chúa là bà Maria, và Chúa đã đón thương gọi ra khỏi thế gian này về với Chúa. Xin cho linh hồn này thoát khỏi trình sĩ khỏi tội lỗi, về hưởng hạnh phúc an nghỉ trong ánh sáng muôn đời và được sống vào trong vinh quang giữa hàng ngũ các thánh và những người Chúa chọn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Thầy Chúa, chúng con biết rằng yêu thân xác yếu gầy của chúng con là vô nhà tàn ở dưới đất này thì hương thèm, thì chúng con đã có một nơi ở mới do Chúa dựng lên,
có rằng ngôi nhà vĩnh cửu trên trời không do tay người phàm làm ra. Lạy Chúa xin thánh hóa chúc phúc cho chiếc quan tài này, cũng là nhà tàng, cũng là chiếc áo cho thân xác lũ hèn của người thân chúng con đây. Chờ ngày người chị em chúng con được phục sinh do quyền năng Chúa, xin cho chiếc quan tài này được trở nên nơi an nghỉ bình an cho thân xác người chị em của chúng con. Chờ ngày được phục sinh vinh hiển, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã gọi bà Maria ra khỏi thế gian này về với Chúa. Ngay từ giờ phút này, được Chúa gột rửa mọi tội lỗi, được đón nhận vào nhà Chúa, chúc hưởng hạnh phúc với người Chúa tròn. Chờ ngày thân xác được phục sinh, chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Trọng kính cha xứ quản hạt đền thánh báo đáp. Sự ra đi của bà Maria là bác của chúng con. Gia đình chúng con rất buồn phiền vì sự ra đi của bà Maria. Nhưng vì vâng phục theo ý Chúa, Chúa đã gọi, bà đã chấp nhận và đã theo chân Chúa về nơi an nghỉ cuối cùng với Chúa. Giờ đây được cha đã ra ban làm phép tang và làm phép xác quan tài cho bác con. Thật là lòng huynh đệ tình yêu của cha đối với gia đình tang quyến chúng con. Bây giờ đây con xin thay mặt cho các cháu và gia đình tang quyến xin thành kính tri ân cha xứ. Con xin chân thành cảm ơn. Thank you.
xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Trông cậy vào Chúa, Ngài cho con vui trên dương gian. Rồi hôm nay đưa con ra đi qua miền ánh sáng. Kiếp sống lữ hành này đã qua đi rồi, cõi thiên đường giây phút trong mong. Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Xót thương người, lạy Chúa xin xót thương người. Lạy Chúa xin xót thương người, sinh thành ra con, xót thương người đã dưỡng dục con. Lạy Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu nói rằng: Này Cha là Chúa trời đất, con xin tục Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền chết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc phải cho kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc phải cho. Tất cả hãy đến với ta, với những kẻ khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa. Trong niềm tin vào Đức Kitô tử lạc và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện ước sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tế mà làm cho linh hồn Maria được trở lên con thật Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Maria vào nước hàng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán kẻ làm đã làm cho kẻ bé mòn nhất của ta đây là như làm cho chính ta. Xin Chúa đón trả công những vị ân nhân vì Chúa mà giúp đỡ chúng con. Xin cho chúng con việc làm phúc đức mà Chúa đã làm khi còn ở đời này, được Chúa thanh tẩy và trở lên lời ca người vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin nói nhìn và thương xót tất cả chúng con đây là những kẻ hàng tin vào phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho liềm hy vọng cây trông
của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh. Để khi qua cõi đời này, chúng con được xin họp cùng với bà Maria trong nước Cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là bà Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Mẹ xin nhận nuôi trong con lần lần. Mẹ từ bi xin phá những lỗi của con. Kính thưa linh hồn bà Maria, thưa gia đình các quyến, được tin bà Maria về với Chúa trong ngày sau hết,
bản giám Đức Mẹ chúng tôi đến đây để cùng chia sẻ nỗi đau thương mất mát cùng gia đình tăng quyến và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria sớm được hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Vậy giờ đây xin trân trọng kính mời tất cả mọi người, anh em, cha bác, thân bằng kính thuộc trong phòng tang hợp một ý cùng với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện cho bà Maria. Xin trân trọng kính mời. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người đương thắng nghĩa hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, ra lời cho đã ngồi thánh đường. Có người trong dân chúng nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi. Ngài nói với người ấy: Lạy anh, ai đã đặt ta làm thẩm phán hay làm trọng tài trên các anh? Rồi Ngài nói với họ: Hãy coi chừng, hãy lo giữ mình sạch mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được sung túc là đời sống người ấy được chắc chắn nhờ nơi của cải. Ngài nói với họ thí dụ này: Có một phú hộ ruộng nương được mùa, nên suy tính với mình rằng: Ta phải làm gì, vì ta không còn chỗ nào mà tích trữ hoa màu nữa. Đoạn người ấy nói: Ta sẽ làm thế này, là phá quách các kho cũ đi mà xây những kho khác lớn hơn, rồi chất cả lúa mã và của cải vào đó, rồi ta sẽ nhủ hồn ta: Hồn ơi, mày có chán của cải sẵn đó cho nhiều năm, nghỉ đi, ăn uống đi, hưởng đi. Nhưng Thiên Chúa bảo nó: Đồ ngốc, ngay đêm nay người ta sẽ đòi ngươi trả lại hồn ngươi. Mọi điều ngươi có kia sẽ về tay ai? Kẻ lo chất kho cho mình mà không biết làm giàu nơi Thiên Chúa cũng như thế đó. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta lên giống thân xác vinh hiển của Người. Vì thế, chúng ta hãy tha thiết cầu nguyện: Lạy Chúa Kitô là Con Đức Chúa Trời hằng sông, Chúa đã làm cho ban vua Chúa là Lazaro được sống lại. Xin cho những người đã được Chúa đồ mong ra cứu chuộc cũng được sống lại hiền vinh. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô là đấng an ủi kẻ yêu phiền, Chúa đã lau sạch nước mắt cho những kẻ thương khóc người thân. Xin nâng đỡ anh chị em chúng con đang phải ưu phiền vì tan tóc. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô là đấng chiến thắng tử thần, Chúa đã chết để đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thân xác chúng con. Xin cứu chuộc chúng con khỏi chết muôn đời và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng của trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy. Xin Chúa cho người tin hiểu thân thương của chúng con là bà Maria đã qua đời được vui hưởng ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện: Lạy Chúa, Con một Chúa từ cõi chết sống lại đã tăng cường niềm tin của chúng con.
Giờ đây xin Chúa thương nhận lời chúng con khẩn nguyện mà làm cho lòng chúng con luôn trông cậy vững vàng. Chính Chúa Giêsu sẽ làm cho bà Maria được phục sinh vinh hiển. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiện trí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần nên muôn thuở muôn đời. Lời Chúa xin nghe lời tôi.
tôi suy ngẫm về mọi việc làm của Chúa. Tôi nghiền ngẫm những công cuộc tay Chúa từng tí. Tôi giang tay hướng thân về Chúa. Linh hồn tôi khát mong Ngài như thửa đất khô. Lạy Chúa, xin nghe lời tôi cầu nguyện. Trong niềm tin vào Đức Kitô tử lạm và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện ước sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dù y đức thánh tế mà làm cho bà Maria được cho lên con thật Chúa. Xin Chúa đóng nhập linh hồn Maria vào lớp hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán kẻ nào ăn bột chan nước là cho kẻ mau nhất của ta đây như làm cho chúng ta. Xin Chúa trả công những vì ân nhân vì Chúa mà đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi còn ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở lên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và thương xót tất cả chúng con đây là những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho liềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh để khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với bà Maria trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là Cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria, ước gì ngày sau hết con gái Chúa là Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Linh hồn Maria.
Kính thưa gia đình Đăng Hiếu, được tin bà Maria nghe thiếu theo tiếng gọi của Chúa, bản giáp Thánh Giuse giải tại, bản giáp Thánh Giuse Sài Gòn cũng hướng về với bản giáp Thánh Giuse giải tại. Anh em trong thanh niên bản giáp, đội sản xuất cùng quy tụ về đây để chia buồn cùng tăng quyến, xin Chúa an ủi và ban sức mạnh nâng đỡ tinh thần tăng quyến trong lúc thử thách này. Vẫn biết rằng chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời, như lời Thánh Francisco Assisi đã nói. Nhưng với trái tim nhân loại chất chứa bao tình cảm vui buồn, chúng ta vẫn cảm thấy có một mối dây thiêng liêng vô hình ràng buộc, vẫn thấy mình đau đớn khi thấy người thân thiếu vắng hạnh phúc. Chính vì vậy, sự ra đi của bà Maria là một thử thách nặng nề, là một nỗi buồn vô hạn đối với mỗi thành viên trong tăng quyến. Chúng tôi đến đây để xin đồng cảm và chia sẻ sự đau khổ với quý tăng quyến trong lúc mất mát này. Xin Chúa thương nâng đỡ và ban sức mạnh tinh thần cho tăng quyến. Xin Người lau sạch nước mắt trên mặt chúng ta. Xin Người biến đổi nỗi buồn thành niềm hy vọng trong sự cậy trông. Và ngay lúc này, xin Người giúp chúng ta sốt sắng dâng lên Người những lời nguyện tha thiết nhất cho linh hồn bà Maria thân yêu của chúng ta đang nằm nơi đây. Giờ đây xin mời các vị đại diện cho hai phái đoàn của Hoàn Giác, thanh niên và các bà mẹ cũng như hội đồng sản xuất, chúng ta dâng lễ vật trước linh cữu. Nhân anh cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thắm nguyên hồn con, ban sướng cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đám ngôi thánh đường. Xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp u con ngày đêm, nhuận đoàn xa con tràn là ơn thiêng. Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và cũng không ai biết Cha trừ ra con, và kẻ con muốn mặc cả cho, tất cả hãy đến với ta.
tới những kẻ khó nhọc và gánh lòng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy lách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, mời khen Chúa. Cộng đoàn thân mến, trong niềm tin vào Đức Kitô tử lạm và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện ước sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho bà Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đã nhận bà Maria vào lứa hàng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán kẻ nào tặng một chén nước lạ cho kẻ món nhất của ta đây là như làm cho chính ta. Xin Chúa trả công cho những vị ân nhân vì Chúa mà đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin hãy nhìn và thương xót tất cả chúng con đây là những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đến ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với bà Maria trong nước cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha gốc nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Maria. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là bà Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Từ cho lần này hình ưu tôi lòng tin bao linh hồn con than niềm thành tin dâng mẹ nhân ai nguyện mẹ thương nghe loan con cái thiên tha vạn nài từ vực sâu tiếng không than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau mẹ mẹ ơi hãy nói thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn. Thưa các bà mẹ trong bản giáp cùng bản giáp Sài Gòn và hội sản xuất đội hôm nay mẹ của chúng con bộ Chúa đã gọi về nơi an nghỉ cuối cùng, thật là sự mất mát và đau lớn đau thương cho gia đình tang quyến của chúng con. Con cũng không biết nói gì hơn, chỉ lại được các cụ ông và anh em thanh niên, các bà mẹ trong bản giáp cộng tác
đội sản xuất đến để phân ưu và chia buồn, dâng lời cầu nguyện cho mẹ của chúng con. Con cũng không biết nói gì, con xin thay mặt cho bố con và các anh em trong tăng quyến gia đình thành kính cảm ơn. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân đẹp chưa trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha, vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy, mà lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì Cha muốn như vậy, mọi sự được Cha trao phó cho ta, và không ai biết con từ ra Cha, và không ai biết Cha từ ra con, mà kẻ con muốn mặc phải cho. Tất cả hãy đến với ta, hãy tới những kẻ có nhọc gánh nặng, hãy đến ta bổ sức nâng đỡ cho các ngươi. Hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái, gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, người khen Chúa. Cộng đoàn thân đến trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, ta hãy thành thần dâng lên Chúa những lời nguyện sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã là bi tích thay cái và trở lên cho bà Maria, trở lên con thật của Chúa, xin đón nhận bà Maria vào nước hằng sông muôn đời. Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa Đà Phan, kẻ lào tăng một chén nước lạ của ta, đây là trinh làm cho trinh ta. Xin Chúa cha không những vì ân nhân vì Chúa mà họ đã làm và giúp đỡ chúng con, vì cho việc các việc lành phúc đức mà họ đã làm khi còn ở đời này, được Chúa thanh tẩy và cờ lên con thờ người khen vinh quang Chúa muôn đời. Lạy Chúa, xin loài nhìn và thương tất cả chúng con, đây là những kẻ đã vâng tin và phụng sự Chúa đến ngày. Xin cho niềm hy vọng cây châm của chúng con mỗi ngày thêm vương mãi, để khi qua khỏi đời này chúng con được sung mọc với bà Maria trong nước Chúa muôn đời. Này mẹ xin nhận nuôi chúng con ân ơn, mẹ từ bi xin phá những nỗi ưu buồn. Vì đời con reo rắt biết bao đau thương và chán nản vai vã bước trên con đường. Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm ơn anh em trong công ty đã về dâng hương tiễn viếng bà. Và giờ đây gia đình xin chú mời anh em ra phòng đường xuống nhé. Nằm xuống giã từ cuộc đời, giã từ phận người, đi về nơi xa xôi mãi mãi. Người nằm xuống bao nhiêu ước mơ, bao nhiêu lắng lo, giờ đây không còn gì, không còn gì. Người ra đi hai bàn tay trắng, cõi lòng thênh thang. Chúa ơi, xin đón nhận người, xin đón nhận người, dù phận người còn bao nhiêu lầm lỗi. Chúa ơi, đây thân phận người, xin thương gọi mời, đưa người về bên Chúa an vui. Nằm xuống giã từ bạn bè, giã từ mọi người, đi về nơi yêu thương với Chúa. Vì cuộc sống như mây thoáng qua, như sương biến tan, giờ đây không còn gì, không còn gì. Niềm tin yêu trông cậy nơi Chúa, Chúa là quê hương. Ban tang lễ và gia đình xin trân trọng kính mời nhóm họp bạn Vinh vào phòng tang để dâng hương kính viếng linh hồn Maria. Thank you.
Kính thưa linh hồn bà Maria, nhận được tin bà ra đi theo tiếng Chúa gọi, anh em chúng con là nhóm bạn học của anh Vinh, chị Huệ, trong Nam ngoài Bắc đến để dâng lời cầu nguyện cho bà và xin được phân ưu cùng Tăng Quyến. Kính thưa Tăng Quyến, sự ra đi nào cũng để lại những đau thương và nước mắt. Đặc biệt sự ra đi của bà Maria đã để lại cho gia đình Tăng Quyến một khoảng trống không gì có thể bù đắp được. Nhưng trong niềm tin vào Chúa Kitô đã tử nạn và phục sinh thì anh em chúng con cũng tin rằng bà Maria cũng sẽ ra đi, rồi mai này bà sẽ được hưởng hạnh phúc với Chúa trên nước trời. Giờ đây xin mời mọi người cùng hiệp ý với anh em chúng con dâng lên hương hồn bà, những nhánh hương, những lãng hoa để tưởng nhớ tới bà. Xin mời đại diện đặt vòng hoa kính viếng hương hồn bà. Và giờ đây xin mời mọi người cùng hiệp ý với anh em nhóm bạn học, chúng cháu để dâng lời cầu nguyện cho bà Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Lạy Cha chúng con nơi trên trời, chúng con nguyện danh Cha ca sáng nơi Cha chỉ đêm đi, Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, đã tha lời chúng con như chúng con tha kẻ có lời chúng con xin chớ để chúng con sa sư tâm tội nhân vi chúng con cho phải sự tội. Amen. Tôi thỉnh kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng dựng lên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng tôi, bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong Siêu Phi-la-tô, chịu đóng đanh trên cây thánh giá, chuyện mà tám xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba đội trong kẻ chết mà sống lại lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau với trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công, tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, khi tôi tin hằng sống với Amen. Lời ơn Đức Chúa Giêsu sâu ơi trời mở xuống thế gian 33 năm cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn thiên hạ được rồi, thì lời chúng con xin Cha rất nhân lành vô cùng xin tha phần phạt cho linh hồn Maria đang cầu nguyện hôm nay hoặc còn giam nơi nơi luyện tội, thì xin mơ cơ tù là đấy cho la mà đem đến trước lương mọi sự vui thật là nước thiên đàng, vì công việc Chúa đang chiêu nam chiêu chết vì chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thăng lãnh lời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào hai rỗi được, bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa, những kẻ làm dân nước Chúa Trời đêm ngày. Người cho liêm thì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thay. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa,
xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục. Ma được nghĩ yên, amen. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được bên chung như nơi hàng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng mang vui vẻ vô cùng, amen. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Maria qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung nâu vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu và đưa linh hồn Maria qua chốn đau sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng trinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung lâu vô cùng đớn đau. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Kính thưa các bạn lớp học hội đồng môn trong Nam ngoài Bắc, Chúa đã gọi linh hồn bà Maria về hưởng tôn nhan Thánh Chúa. Thật là một nỗi đau buồn mất mát to lớn đối với gia đình tang quyến. Lạy các bạn lớp học trong Nam ngoài Bắc lại đến dâng lời cầu nguyện và tâm y cùng tang quyến chúng tôi. Thật là một niềm an ủi lớn lao cho tang quyến trong lúc tang tang. Tôi đại diện cho gia đình và các em thành thật cảm ơn. Cha, Thiên Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thương biết ơn con, ban sướng cho con hồng ân trên Chúa, trao rồi cho đã ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa vui ban đòi nghe lời con nhớ ta, tình thương nên đã vô con ngày đêm luận lần giá hồn chẳng làm ơn nhân. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con dâng danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, nhờ chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin cho để chúng con ra chưa canh rồi, nhưng kêu chúng con cho khỏi sự lửa, amen. Tôi tin vinh nơi Chúa Trời là Cha phép tác vô cùng được trời đất. Tôi tin vinh nơi Chúa Giêsu Kitô là Con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng con, bởi theo Đức Chúa Thánh Thần là người xuống đây sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan phong phi đô phi na tô, chịu đau đớn trên gầy lanh giá chết và tàn sát xuống một tổ đông. Ngài đỡ ba bởi trong kẻ chết và sống ngài lên trời, ngồi bên yêu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngài to với trời lại xuống ban nhát kẻ sống và kẻ chết. Đội đình đình Đức Chúa Thánh Thần, đội đình có hội Thánh Thần, có ở gấp tế lại tạc thấy nông công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin xác loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy, an. Chúng con cậy về lãnh Chúa nhân từ cho đi.
sám hối ra vô cùng an. Lạy mẹ trên hiền ơi, chúng con luôn luôn mẹ từ bi xin phá những lỗi u buồn về đời con, gieo gian biết bao đau thương và tràn lan gai góc bước trên con đường. Nhân dân ta và con anh em ta gia đình xin kính mời các bà cụ anh em chúc cháu là một người xin đất trọng kính bà Maria. Kính thưa gia đình Tam Quyến, hôm nay ban ca đoàn giới trẻ giáo xứ đền Thánh Báo Đáp chúng con đã hay tin và đã ra đi vâng theo tiếng gọi của Thiên Chúa. Trong sự ra đi đó, bà đã để lại cho ca đoàn giới trẻ chúng con một thành viên nhiệt tình hăng say trong suốt bao năm qua. Vậy trong tâm tình tri ân, hôm nay anh em chúng con đến đây trước hết để dâng lời cầu nguyện cho bà và sau cùng thân yêu chia buồn với gia đình Tam Quyến. Trong tâm tình này, chúng con xin mời mọi người đang hiện diện nơi đây tập cùng với chúng con để dâng lên những lời cầu nguyện. Nơi đây cha và con và thánh thần amen. Tôi tin rằng Đấng Cứu Chúa tôi hằng sống và ngày tận thế tôi sẽ từ bụi đất sống lại và trong thân thế này tôi sẽ được chiêm ngưỡng Đấng Cứu Chúa tôi. Đức Kitô Ngài là sức mạnh của tôi, Ngài là cung điều cả với đứng tôi tôn thờ một niềm tham mến vô biên. Bài Xin Phúc Âm theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu công cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy và lại mặc khải cho những kẻ bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy, mọi sự đã được Cha ta trao phó và không ai biết con trừ ra Cha và cũng không ai biết Cha trừ ra con và kẻ con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với Ta, hơn những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền dị và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời ước nguyện dâng lạy Chúa. Chúa đã dùng bí tích thanh tẩy và làm cho bà Maria được trở nên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận bà Maria vào nương hồng sông muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã lấy chính thịt và máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn bà Maria. Xin Chúa cho bà Maria được giải thoát khỏi diệt sinh tội lỗi và được ơn phục sinh
được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán, kẻ nào gặp một chén nước lã cho kẻ bé mọn nhất của ta đây, là như làm cho chính ta. Xin Chúa trả công bội hậu cho những vị ân nhân, vì danh Chúa mà giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi ở đời này được Chúa thánh tẩy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin kẻ mắt đói nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, là kẻ hằng vững tin và phục sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cậy trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua cõi đời này chúng con được sum họp cùng với bà Maria trong nước cha muôn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha đất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn bà Maria. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là bà Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Mẹ xin thiên cuối chúng con luôn luôn. Mẹ từ bi xin tha những lỗi u buồn. Vì đời con gieo sáng kiến tạo đau thương và chán nản cay không hương trên con đường. Thánh Cha và con là thánh thần amen. Kính thưa nhân trao đoàn với trẻ về thánh đầu sinh có đáp. Chúa đã gọi bên làm bà Maria rằng của tôi là thánh Chúa. Cùng với đau buồn trong tam tuyến thời thương lai đã được anh em ca đoàn với trẻ điện thánh có đáp đến gia đình dâng lời cầu nguyện cho bà Maria. Thật là một niềm an ủi lớn lao đối với gia đình tam tuyến. Tôi cũng không biết nói gì hơn thay mặt cho dân quang và bố trong tam tuyến cảm ơn mời anh em đến lớp. Tiếp theo chương trình lễ viếng, ban tổ chức và gia đình xin trân trọng kính mời hội đồng ngũ bàn vinh vào phòng cao dâng hương. Thương mẹ tôi
Kính thưa anh em trong hội đồng môn của Nam Thiên, đây là một sự ra đi của người thân trong gia đình đã để lại cho gia đình chúng tôi một khoảng trống mà không có gì bù đắp được. Giờ đây nay được anh em trong hội đến để thắp hương có thân yêu cùng gia đình đang yếu, về tôi xin thay mặt cho các em xin chân thành cảm ơn anh em trong hội. Xin mời anh em ra phần tuyên truyền nhé. Trên gian trần người ơi tuổi đã mất người mẹ kính yêu, người mẹ của tôi bao vất vả ngày đêm nhọc nhằn, người mẹ của tôi mong tôi sớm nên người lớn khôn. Kính mời hội kèn nữ giáo xứ đền Thánh Phó Đáp do bà trưởng dân làng trưởng đoàn xin mời vào phòng tang để dâng hương cúng viếng linh hồn bà Maria. Mặc cả cho những kẻ bé mọ. Vâng, lạy cha,
Vì ý cha muốn như vậy, mọi sự đã được cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra cha, và không ai biết cha trừ ra con. Và kẻ con muốn mặc khải cho, tất cả hãy đến với ta, hỡi những kẻ khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sung cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an. Vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện ước sau đây. Lạy Chúa đã dùng bí tích thánh tẩy mà làm cho linh hồn Maria được trở nên con tần của Chúa. Xin đón nhận linh hồn Maria vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa đã ban kẻ nào đắm một chiếc nước là cho kẻ mê mòn nước của ta, đây là như làm cho chính ta. Xin Chúa trả công những vì ân nhân vì Chúa mà giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà đã làm khi còn ở đời này được Chúa thánh tẩy và trở nên ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đoái nhìn và thương xót tất cả chúng con, đây là những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cay trong của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để đi qua cõi đời này chúng con được sum họp với linh hồn Maria trong lúc Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thăm nhân đời con kêu vang, hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa giúp tôi nào ai đổi lừa, bởi Chúa hằng có lòng đau cùng vì lời Chúa ban hương, con đã trông cậy Chúa, linh hồn con cậy vì đời hứa ấy, vì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân nước Chúa trời đêm ngày hãy trông cậy người cho nên, vì người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho linh hồn Maria được nghỉ ngơi đời đời mà được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Maria cho khỏi tù ngục mà được nghỉ yên amen. Chúng con thấy vì danh Chúa nhân từ do linh hồn Maria được nên chôn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. We'll be right back.
mẹ chúng con về nơi an nghỉ cuối cùng. Thật là một nỗi đau thương và mất mát lớn lao cho gia đình tan biến chúng con. Vậy trong những lúc như thế này, ra hội trường nữ giáo sư Đồng Thánh báo đáp, ta đến tâm như và dâng lời cầu nguyện cho mẹ chúng con là linh hồn Maria sớm được hưởng tôn ngàn Thánh Chúa. Con cũng không biết nói gì hơn, con xin đại diện cho gia đình, cho bố con đồng chí cảm ơn. Kính thưa gia đình Tam Quyến, nhận được tin bà Maria đã được Chúa gọi về, chúng cháu là bạn đồng môn của bà con đến chia buồn và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria. Vậy giờ đây xin mời cộng đoàn cùng hợp ý cùng chúng cháu dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria sớm được hưởng về nhan Thánh Chúa. Cha và Con và Thánh Thần. Xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đang ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa môi ban đuổi nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm của con ngày đêm, lòng thân xác của tràn đầy ơn thiêng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô trong Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết những điều ấy mà lại mặc khải cho những kẻ béo mọng. Vâng, lạy Cha, vì ý Cha muốn như vậy. Mọi sự đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết con trừ ra Cha, và không ai biết Cha trừ ra con, và cả con muốn mặc khải cho. Tất cả hãy đến với ta, với những kẻ khó nhọc và gánh nặng, ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. Hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ được bình an, vì ách của ta thì êm ái và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Đó là lời Chúa. Trong niềm tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta hãy thành khẩn dâng lên Chúa những lời nguyện ước sau đây. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tinh thanh tẩy mà làm cho linh hồn bà Maria được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn bà Maria vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã phán, kẻ nào tặng bột trên nương là cho kẻ bé mọn nhân của ta đây, là như làm cho chính ta. Xin Chúa trả công những vị ân nhân vì Chúa mà đã giúp đỡ chúng con. Xin cho những việc lành phúc đức mà họ đã làm khi còn ở đời này được Chúa thanh tẩy và trở nên lời ca ngợi vinh quang Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin đôi nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, là những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trông của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua cõi đời này chúng con được sum họp với bà Maria trong nước Chúa muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Cha là rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện và tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn bà Maria. Ước gì ngày sau hết con cái Chúa là bà Maria được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng
con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Amen. Kính thưa các bạn hội đồng môn nước học của Đèo Quang, hôm nay Chúa đã gọi linh hồn và Maria về hưởng tôn nhan Thánh Chúa, để được các bạn của Đèo Quang đến dâng lời và thân yêu cùng gia đình can quyến chúng tôi. Thật là mới động viên lớn nào cho Đèo Quang cũng như gia đình can quyến. Tôi xin thay mặt cho Đèo Quang thành kính cảm ơn và xin mời các bạn đến nhé. Tổ chức và gia đình xin trân trọng kính mời tập thể lớp 9A Toàn Nghiêm vào phòng tang để dâng hương tiễn viếng linh hồn Maria. Xin mọi người hiện diện nơi thân tang ví cùng đạo của Thấu Liên ở Trung Viếng Linh Hồn Tàn Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người tương thông tiếng hồn con ban xuống cho nhưng kêu chúng con cho khỏi sự dữ an nghèo. Chúng con cậy vì nơi Chúa nhân từ cho linh hồn Maria được lên chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng đang vui vẻ vô cùng, Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu qua xuân lâu sầu, xin vì công nghiệp được lứa đồng sinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa lùng lâu vô cùng đứng đầu. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu mà đưa linh hồn ta đi qua xuân lâu sầu. Xin vì công nghiệp được lứa đồng sinh mà Chúa giơ tay dập tắt lửa chung lâu vô cùng đến nào. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Kính thưa anh em chị em bạn học lớp 9A của Đoàn Hiền, hôm nay sự ra đi của bà Maria đã để lại cho gia đình can quyến một khoảng trống mà không có gì bù đắp được. Nay là được các bạn anh em trong lớp đến để dâng lời cầu nguyện và thân yêu cùng gia đình
tôi xin đại diện thay mặt cho các em xin chân thành cảm ơn anh em, mời anh em ra phòng thờ chính trước. Kính thưa gia đình ta quyến, được tin bà Maria được Chúa gọi về, đây là một nỗi đau, một nỗi mất mát với ta quyến, cách riêng đối với văn vui và gia đình văn phụ lên. Anh em chúng con là hội đồng môn của văn vui và gia đình văn phụ đến phân ưu chia buồn và dâng lời cầu nguyện cho bà. Giờ đây tất cả chúng con xin mọi người hiện diện nơi đây hiệp ý với chúng con để cầu nguyện cho linh hồn Maria sớm hưởng nhà thánh Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân tràn chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba lạy nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấm u con ngày đêm, luận tâm xa hồn tràn lan ơn thiên. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: lòng các con đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi, Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ cho các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con biết đường rồi. Ông Tô-ma thưa Thầy rằng: lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán rằng: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ được sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho linh hồn bà Maria chúng ta đây. Chúa đã ban cho kẻ chết được sống lại, xin Chúa nói thương ban cho linh hồn Maria chúng con được sống đời đời. Chúa nhân đời chúng con. Chúa đã hứa thiên đàng cho kẻ trộm có lòng hối cải, xin đoái thương đưa linh hồn Maria chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhân đời chúng con. Chúa đã cho linh hồn Maria chúng con được khi ân tín trong nước vô tội, xin đoái thương cho linh hồn Maria được vào số các thánh và những người Chúa cho. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn Maria chúng con trong tiệc mình và mau Chúa, xin đoái hương nhận linh hồn Maria vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin Chúa đoái hương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Maria được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Lạy Chúa, xin Chúa lấy lòng nhân từ thương mến tôi, đấng Chúa đã qua đời, mà tha phạt các hành vi của linh hồn bà Maria
khi còn sống, linh hồn bà Maria đã có ước nguyện vâng theo thánh ý Chúa. Với ở dưới đất, đức tin chân thật đã liên kết linh hồn bà Maria với cộng đoàn tín hữu. Thì trên trời, xin Chúa nhân lành cũng cho linh hồn bà Maria được sum họp với hàng ngũ các thiên thần. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Lạy Chúa, xin cho linh hồn bà Maria được nghỉ yên muôn đời. Cho ánh sáng làm thu chiếu soi trên linh hồn Maria. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính thưa các bạn, hội đồng liên khóa của Giang Vui và Giang Phúc. Hôm nay Chúa đã gọi linh hồn bà Maria về tôn nhan Thánh Chúa, một lối vui buồn sướng cho gia đình tang tướng của chúng tôi. Hôm nay lại nhờ các bạn khóa của Giang Vui và Thu đến thân yêu và dâng lời cầu nguyện cho linh hồn bà Maria. Gia đình tang tướng không biết nói gì hơn. Tôi xin thay mặt cho Giang Thụ và Giang Vui thành kính cảm ơn duyên khó của hai em.